Chào các bạn đang xem clip của mình. Trong clip này mình sẽ giới thiệu về cây phú quý các bạn nhé. Cây phú quý có tên khoa học là Euglaonema hybrid, bắt nguồn từ Indonesia. Là loại cây cảnh dùng phổ biến trong trang trí nội thất văn phòng, mang đến sự giàu sang và may mắn. Sự có mặt của cây phú quý làm cho không gian nội thất trở nên tươi mới và bắt mắt hơn. Cây phú quý thuộc họ giấy, chiều cao từ 30 đến 70cm. Thân được tạo thành bởi các bẹ lá và có màu trắng pha hồng. Lá cây màu xanh đậm được bao bọc với viền lá có màu đỏ hồng. Rễ thuộc loại rễ chùm, có màu xanh non nhưng nếu trồng theo kiểu thủy sinh thì rễ sẽ có màu trắng ngà. Trong điều kiện đủ nắng, đủ ánh sáng thì cây phú quý sẽ nở hoa rất đẹp. Là giống cây lành tính, không chứa chất độc. Về ý phong thủy của cây thì thôi rồi. Tên của cây thế nào thì nó sẽ mang ý nghĩa như vậy. Phú quý tức là giàu sang, là có nhiều tiền của công thành doanh toại. Là cây thuộc hành hỏa nên nó sẽ hợp nhất với người thuộc mệnh thổ, mệnh hỏa. Màu đỏ của cây phú quý là màu của may mắn, biểu tượng cho mọi sự tốt lành. Cùng xanh 30 theo dõi clip để cảm nhận nét đẹp của cây phú quý các bạn nhé.